Vậy ở đâu? Dạ ở một là ở nhà em, hai là ở trong khu nhà em luôn, cũng có nhà nữa. Nhà em mà trong khu nhà em có nhà. Làm sao? Dạ có hai ba nhà đang cho thuê. Thấy chưa? À đang cho thuê rồi mình lấy lại mình ở phải không? Dạ. Mà nói nghe nè, ai xịt dầu thơm mà thơm dữ vậy? Ai xịt vậy? Dạ chắc em đó. Sao mà đứng đây mà bắt ngát dầu thơm luôn vậy? Trời ác mùi dầu thơm của tôi luôn á. Đó chưa thấy ai vậy luôn á. Mai tao gặp bạn gái tao phải xịt dầu thơm chứ. Chị hơi bị thính đó. Này chắc dầu dừa rồi gì á. Chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thế Hiển. Năm nay em 33 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kỹ thuật tại công ty Intel. Và em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Hoài Trúc. Hiện nay em 22 tuổi. Em sinh sống với gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. À, năm nay năm cuối hả em? Dạ, năm cuối. Bây giờ chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình mà muốn hẹn hò. Mình đang sinh viên năm cuối, trong trường cũng nhiều bạn bè. Nhưng là mới 22 tuổi à, đã ế đâu. Là em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Với lại quen được bền lâu thì mình có cái thời gian để mà mình phát triển cùng nhau hơn. Dạ. Em gái ơi, em mới 22 tuổi, em nghe anh bên này giới thiệu 33 tuổi. Em có thấy ngại gì không? Dạ cũng không. Em thích bạn lớn tuổi hơn nhiều hay là sao? À, em ha? Thích người lớn tuổi hơn, với lại nếu mà bề ngoài thì phải cao to hơn em. Rồi, cao to hay không một chút xíu nữa chị. Em ơi, lớn tuổi người ta chiều chuộng lắm em. Dạ. Lớn tuổi người ta dễ thương lắm em. Bởi vì mấy người quen lớn tuổi giờ xuống lắm. Chưa chắc à. Thiệt mà. À hồi phân giải. Bây giờ em giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ em có điểm mạnh là người hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người, thích làm việc nhà, với lại làm những cái việc, cái đồ handmade. Ở đó là ưu điểm, còn khuyết điểm mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì em không có biết chạy xe máy. Hả? Ủa rồi em đi học sao? Dạ thông thường thì em đi bằng xe buýt, với lại nếu mà gần thì em đi bộ. Vậy á hả? Xe 22 tuổi ta tập chạy xe máy chứ ai để đi xe buýt hoài. Thì em thấy sau này mình không đi xe buýt thì mình đi xe hơi cũng được. À, mình đi không đi xe máy mà đi xe hơi cũng được. Bên kia có chịu làm tài xế không? Sao bạn? Em có thể tập cho bạn đó chạy được mà. Được không? Được. Ưu điểm của bạn là gì? Em là người rất là vui tính, em là người sống có trách nhiệm và rất là trung thủy. Tốt, quá tốt. Em cũng hay quan tâm tới bạn gái. Hay quan tâm bạn gái. Có quan tâm bạn trai không? Dạ không. Rồi, khuyết điểm là gì? Thì em có rất nhiều khuyết điểm. Em là người ít nói. Ít thiệt á, nói xong em ru luôn. Còn gì nữa không em? Rồi khuyết điểm gì nữa không? Em là người ít nói. Ít nói? Cầu toàn. Đó là cũng là ưu điểm, là khuyết điểm luôn đó. Và em hay chiều lòng người khác. Đặc biệt phụ nữ ha. Dạ đúng rồi. Phụ nữ thì luôn phải được trân trọng và nâng niu. Hay quá, câu này hay quá. Rồi, nhưng mà giờ anh Minh đó là 33 tuổi rồi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ em trải qua được 3 mối tình nhưng mà không có sâu sắc chơi. Mối tình gần nhất thì chia tay được khoảng hơn 2 năm rồi. Là do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ. Cho nên em chịu không được. Gái hung dữ lắm hả? Dạ hung dữ lắm. Hung dữ nhất là lần nào? Anh chưa tưởng tượng được. Quánh em à? Có quánh em không? Dạ không quánh nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi. Ví dụ vậy. Nói vậy bình thường đâu có hung dữ. Không thích thì thôi. Đâu có hung dữ, nói sao? Chửi lộn nữa, chửi lộn nữa. Chửi luôn á hả? Có chửi em nữa mà. Đuổi em về đi, đi về đi. Cũng đâu không dữ đâu. Đừng tới đây nữa. Nhiều khi tao giận lên tao nói thôi đi về đi. Còn gái không có là không. Đi về. Gì đó hả? Đi về. Dở ẹt. Con gái kêu anh đi đi là anh ở lại. Nói tao 3 lần rồi. Nói 3 lần luôn. Có tài. Đi về, đi về. Đi về không? Đi về. Cũng đâu phải đâu chị nào mà hút xéo, hút xéo. Đó, đó mới là hung dữ. Trời ơi, vậy chắc tôi hung dữ dữ lắm luôn đó. Giờ không biết tôi đuổi bao nhiêu người rồi nữa. Bà mình chưa có dữ không hả? Dạ, cũng có đôi, đôi chút mà. Đôi chút hả? Có khi nào nó đi về không? Dạ, không, em thì em không có lớn tiếng. Em nhưng mà có mối tình rồi. Mà em sẽ nghiêm. Dạ, một mối tình. Một mối tình, bao lâu rồi, được bao lâu? Được 1 năm.
nhưng mà là không có hợp nhau về vấn đề tôn giáo. Em đạo gì em? Dạ em đạo Chúa. Đạo gì? Dạ em không có đạo ạ. Tốt. Rồi. Khỏe rồi, khỏe rồi. Rồi khỏe rồi, rồi bây giờ tới thôi. Luôn đi. Tới người tình trong mộng đi. Rồi bây giờ em muốn mẫu tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về bề ngoài thì anh phải cao to. Rồi cao to, để lát qua coi dạ. coi. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ. Phải 1m65 trở lên và 1m7 thì tốt. Được. Đó dễ mà. Về tính cách thì phải là người chân thành. Trung thật. Em thì em không thích người hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không chị ơi. Không luôn. Vậy là mê gái quá em cũng không thích. Có mê gái không? Có ông nào nhận cũng mê gái đâu trời. Ngon lạnh. Trời. Ngon lạnh, cao cao nhiêu, cao nhiêu. Tại ông cao mới 65 ạ. Bén không nha. 65 ngon. À cặp này 3322, cặp mình số cặp không ha. Ừ. Rồi mình ráng mình nuôi 2-3 năm rồi mình cưới luôn. Ủa chị nào tiến tới hôn nhân được? Khi nào tình yêu đủ lớn ạ? Tình yêu đủ lớn hay cô này đủ lớn? Khoảng từ 1 năm tới 2 năm. Cứ về ở đâu? Dạ ở một là ở nhà em, hay là ở trong khu nhà em luôn, cũng có nhà nữa. Ở nhà em mà trong khu nhà em có nhà. Là sao? Dạ có 2-3 nhà đang cho thuê. Thấy chưa? À đang cho thuê rồi mình lấy lại mình ở phải không? Dạ, dạ. Mà nói nghe nè, ai xịt dầu thơm mà thơm dữ vậy? Ai xịt vậy? Dạ chắc em đó. Sao mà đứng đây mà bát ngát dầu thơm luôn vậy trời, ác mùi dầu thơm của tôi luôn á, đó tôi chưa thấy ai vậy luôn á. Mai ta gặp bạn gái tao phải xịt dầu thơm chứ. Chị hơi bị thính đó. Này chắc dầu dừa gì á. Rồi vậy thì mình có phải làm dâu không em? Cũng có chị. Có làm dâu. Mẹ có khó tính lắm không? Dạ mẹ em dễ và nấu ăn rất ngon ạ. Mẹ có dặn tìm mẫu người con dâu như thế nào không? Em mong đợi sẽ tìm được người bạn gái hiền, nữ tính, chân thành và hiện đại. Chị về chị hỏi cái vụ làm dâu chịu không? Làm dâu được không bé? Dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái vấn đề nó không quan trọng. Được mà, với lại em khéo tay nè. Anh sẽ qua ngon lành thăm đàn gái cái nha. Cho em đi với. Em đi với chờ chút đi. Ồ chào em gái. Dạ. Dễ thương. Nãy giờ nghe anh nói tưởng tượng anh sao? Dạ chắc là một người rất là nam tính, bản lĩnh. Anh dễ thương lắm. Dân mà dân kỹ thuật á, thành ra đôi khi ít nói nè, hơi khô khan chút xíu. Dạ không sao, khô khan thì em buộc lại được. Em không thích gia trưởng nữa. Anh thấy ổn đó. Được. Dễ thương lắm em. Hôm nay em có đi với người thân không em? Dạ có. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với lại cô, với bạn. Dạ chào cô. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Tại vì Thanh thì Thanh bên đạo Chúa, thì Thanh nói chung là cũng có một cái niềm tin của mình. Thì Thanh cũng muốn rằng nếu như bạn trai, bạn nam đây á, thì chung một chí hướng thì điều đó là tốt đối với đại gia đình và con gái. Dạ, theo con thì khi mà mình có tình yêu, mình sẽ vượt qua được tất cả. Cô cũng mong như vậy. Cô mong là như thế. Rồi, cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai của em. Do em ba mẹ cũng lớn tuổi nên không có đến được. Em là Khang, là em ruột của anh Hiển. Anh Hiển của em thì rất là hiền, chân thành. Khi mà yêu một người thì sẽ yêu hết mình, yêu chị hết mực. Và đặc biệt là không bao giờ khiến cho người yêu mình buồn. Còn về chia sẻ về chị Trúc thì em thấy là chị rất là dễ thương, xinh xắn, tính tình rất tốt, rất là nhẹ nhàng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì em thấy hai anh chị rất là hợp với nhau. Thì em hy vọng rằng hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn. Anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ có khoảng không gian riêng để các bạn trò chuyện. Mời các bạn. Em có hay đi du lịch không? Dạ có, nhưng mà em không có thích đi phụ. Nghĩa là em chỉ đi du lịch tour hoặc là đi với gia đình. Đi du lịch bằng xe buýt. Người ta không có thích đi Honda cho nên người ta không thích đi phượt cái Honda. Dạ em thấy lại đi phượt cũng nguy hiểm, với ba em cũng không có cho em đi. Anh cảm thấy em như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì anh thấy em là người rất là dễ thương. Dạ. Chân thành. Rồi còn bên nay cổ tặng cái gì kìa, đó coi thử cái tay nghề cổ coi. Dạ. Wow. Rất là dễ thương. Sao làm được em? Em mới làm có tối qua. Ồ hay quá nha, dễ thương nha. Đó. Rồi, em ở quận mấy em? Dạ, quận 9. À, anh ở bên Thủ Đức, hơi xa. Trời ơi. Xa quá hả? Thật ra thì nhà anh ở Thủ Đức, anh làm việc ở quận 9.
Dạ. Đến công ty anh vậy gần xa, gần xịt, gần xa gì nữa. Thì em nói giỡn mà chị. Dạ. Vui. Nãy giờ giờ mới thấy vui nè. Nếu mà gần nhau như vậy thì anh một tuần có thể mình gặp nhau khoảng 3 tới 4 lần em. Dạ đúng rồi. Em thích mình hẹn hò ở đâu trong lần gặp đầu tiên? Dạ em thì thoải mái là sao cũng được. Em không có khó khăn về cái vấn đề phải bắt bẻ người khác như sao. Tính em không có thích bắt bẻ người khác. Quá dễ thương rồi, vậy là ngon lắm rồi đó. Cười, chống chém rồi. Cảm nhận cô gái đó sao, nãy giờ cảm nhận sao? Bạn gái rất là dễ thương, rất là ngoan và hiền. Quá ngoan, quá hiền, quá dễ thương luôn. Dạ. Có trong cái suy nghĩ của em không? Dạ có ạ. Em thấy thích không? Dạ thích ạ. Vui rồi, Hy vọng bây giờ chúng ta có thể cho nhau cơ hội để cùng... Em hát bài nó tặng bạn gái đi. Dán lên anh hát. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên xe có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Em gái đáp lại liền. Em cũng bị đau họng rồi, nãy em định hát theo anh đó nhưng mà em hát không nổi. Được rồi, chào. Hát bài riêng em đi được không? Em cũng chuẩn bị bài đó. Đâu mà trùng hợp vậy? Thiệt luôn hả? Bây giờ mình làm lại thử hai cố gắng hát xong ca thử coi được không? Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên xe có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Trời ơi, một sự trùng hợp. Đâu mà trùng hợp dữ vậy. Quá dễ thương. Rồi, bắt đầu để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay với các bạn. Chúc mừng các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Nào, đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn để đến với Cinebox 212 để chiến thắng. Tặng hai bạn bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Nắm tay nào. Nắm tay thật chặt nha. Và hôn một cái đầu tiên để nhớ ngày hôm nay. Xin cô đi. Rất đẹp đôi. Nhớ ngày hôm nay bạn nhé. Đây là giây phút đầu tiên rất ấn tượng trước ba mẹ cũng như là trước ông bà đang xem trên TV và rất nhiều khán giả. Nhớ những gì mình đã nói, nhớ những gì mình hứa, mình phải làm cho đúng nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, nắm tay bạn gái, nắm chặt vào. Em khỏe không? Khỏe à? Giờ em làm gì để có thể chứng tỏ cho chị thấy là em khỏe? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Ấm à. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi mời bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ em chào mọi người. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn kế bên ạ. Dạ, em tên là Lai Kim Thoa, năm nay em 26 tuổi, em quê ở Tây Ninh. Thì hiện em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Hoa làm nghề gì Hoa? Dạ, em tên Thoa ạ. Nhưng mà em làm Hoa hả? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh bất động sản ạ. Bất động sản hả? Làm thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ nào em? Dạ, đúng em mấy? Làm hiện đang làm ở bên quận 8 ạ. Quận 8, rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chào em. Xin chào bạn gái.
Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Lê Minh Luân, năm nay 25 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp 10. Hiện tại em là cố vấn dịch vụ tại một hãng ô tô Suzuki. Bây giờ mình sẽ hỏi với nhau đi. Bạn hỏi bên kia đi, đó, bạn hỏi bạn Thoa đi. Nào, xuyên qua bức màn có thể mình hiểu nhau. Cố vấn dịch vụ là cũng dữ lắm à. Cho anh hỏi lại là em đến từ đâu ạ? Em đang làm việc ở Sài Gòn, em quê ở Tây Ninh ạ. À, Tây Ninh. Dạ. Em lúc rảnh em thích làm gì? À, dạ thì thời gian rảnh thì thường em đi với bạn nhiều, đi cà phê, thì đi chơi bên ngoài thôi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Hỏi đi. Chị Cát Tường ơi, giúp em với em hết biết hỏi gì. Trời ơi. Em hỏi ảnh đi cũng được. Hỏi bây giờ anh có ngại quen người lớn hơn mình tuổi không? À, thì do em là lớn anh một tuổi á, thì không biết là anh có ngại không á. Cái này hả? Nó hơi bị bình thường. Chuyện bình thường thì mình mạnh mẽ lên nha. Không có bình gì thường mà phải... là tại vì trước đó em có quen một người, là cái bạn đó tới lớn hơn em đến 6 tuổi rồi. Nên là một tuổi thì đối với em không thành vấn đề. Được, vậy được. Ưu điểm của em là gì? Em là người sống có trách nhiệm. Em làm việc hay gia đình hay tình cảm gì, tất cả em đều rất là có cái tâm. Em chịu học hỏi, em rất là cầu tiến. Ừ, tốt. Khuyết điểm là gì? Em ngoại hình hơi nhỏ đó. Đâu, dễ thương vậy được rồi. Khỏe, quan trọng là khỏe không? Khỏe anh. Khỏe là được rồi. Khỏe hả? Ừ. Khỏe hay không, chút tôi qua tôi kiểm tra mà mới biết. Rồi, em giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em á thì em thấy em là người khéo léo, cho nên những cái công việc mà như nấu ăn này nọ, là làm bánh này, em đó là cái sở thích của em luôn. Em làm được cũng khá khá loại bánh à. Giỏi. Ưu điểm của em thì em cũng hay suy nghĩ với người khác á. Em cũng đoán được cái suy nghĩ của người ta nữa. Còn khuyết điểm, mình có khuyết điểm gì không nè? À, dạ, khuyết điểm á thì cũng có lúc em nói nhiều lắm. Nó gọi là càm ràm á. Ồ. Rồi mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em mặc dù là lớn hơn đó một tuổi thiệt, nhưng mà về mối tình chắc là em không có kinh nghiệm bằng bạn bên đó rồi. Thì em chưa có quen ai nữa. 26 tuổi chưa quen ai hết hả? Dạ đúng rồi chị. Em chưa có quen ai, cho nên là... Sao cũng xinh xắn nhỏ nhắn vậy mà tại sao không có ai? Thì trước giờ thì cái tính em á, thì em thích đi ra ngoài nhiều. Nhưng mà những cái mối quan hệ của bạn thì không phải là nói chuyện một hai lần đầu là em có thể thoải mái với người đó được. Nên em nói chuyện một hai lần đầu thì nói chung là mình... Người ta không có biết được cái tính mình như thế nào á. Người ta không có thể là chắc không có thích lắm. Rồi, bạn trai, đó, giờ nghe Thoa giới thiệu vậy nghe có khoái không? Chưa có mối tình nào nha. Dạ khoái. Rồi khoái. Rồi vậy thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một vài mối tình, nhưng mà đáng nhớ nhất thì chỉ có một thôi chị. Rồi, lý do tại sao chia tay? Thì cái điều đặc biệt đó chị, thì cũng là lý do chia tay luôn đó chị ơi. Điều đặc biệt là sao? Điều đặc biệt là cái bạn đó lớn hơn em 6 tuổi đó anh. Quen được bao lâu, quen bao lâu thì chia tay? Khoảng 6 tháng đó chị ơi. Ồ. Miễn thích là chúng ta không phân biệt tuổi tác đúng không? Dạ. Bây giờ em lớn hơn có 1 tuổi à. Cho lấy thấy không khí thấy hai người hơi buồn buồn chút nè. Bạn nữ bên kia hát thử coi. Hát lớn lên cho bên này nghe coi. À, chắc em đứng dậy xíu. Ờ đứng dậy luôn cũng được. Dạ. Nhảy múa luôn càng tốt. Để anh qua anh coi trước giùm em nha. Ví dụ đứng dậy múa hát. Dạ à, em hát thôi anh. Coi luôn coi dạ. Qua nói bên kia. Em hơi run cho nên là em hát khi chắc. Thoải mái luôn nào. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn chung lối yêu. Ô hát hay mà. Rất ngọt. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em thì giống như mọi người thôi, thì nếu mà bạn đó lăng nhăng thì em không thích được đâu. Rồi còn gì nữa, cái gì mà ngoài cái đó có yêu cầu đặc biệt không, có không thích gì đặc biệt không? Dạ đừng có nói nhiều quá. Nói nhiều anh bên kia cũng không nhiều lắm. Nếu như anh ấy đồng ý hẹn hò với em, hai người đồng ý rồi, thương yêu nhau rồi, khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới được? Hiện tại thì em 26 tuổi. Từ đây tới trước năm 30 tuổi là ok hết. Rồi ổn. Bây giờ nghe chưa? Em có đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình là người như thế nào không? Do em cũng không có cao lớn lắm, cho nên là cái bạn đó thì cứ lớn hơn em, cao hơn em tầm một xíu là được rồi. Nếu mà bạn đó có chơi thể thao thì tốt, tại vì nhìn nó người khỏe mạnh thì em thích hơn à. Nếu bên này hơi nhỏ con ốm yếu, để lát chị qua chị coi thử. Bạn này chơi thể thao dữ lắm luôn á, đánh cờ nè.
Em khỏe không? Em khỏe à. Giờ em làm gì để có thể chứng tỏ cho chị thấy là em khỏe? Em nghĩ nam mình thể hiện chắc hít đất quần hít xà thôi chứ nào có gì nữa. Rồi em làm đi. Chị có giới hạn không hả chị, hay là nói chung là em cho nhiều chị lấy nhiều à? Quan trọng là coi thái độ khỏe không thôi. Đúng rồi, lâu lắm mà không có liền. Đừng nữa hả? Đừng xỉu đây nha. Đứt nhỏng lên trên vậy, sát luôn, dễ sợ chưa? Mặt sát luôn kìa. Đó, coi chừng cái lỗ mũi. Được. Thôi được rồi. Được rồi, tốt rồi. Nhịp tim ổn định không? Dạ được. Rồi ngồi ghế đi. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái sơn móng tay là sơn móng tay đẹp mà. Sao vậy, tự nhiên sơn móng tay có gì đâu không cho sơn? Ông thì cái đó là không phải là xấu, nhưng mà có điều bản thân em không thích thôi. Rồi. Dạ, chứ đừng có xăm mình nha chị. Rồi, có gì nữa? Chứ đừng có ăn mặc hở hang quá là được rồi. Hình như em hơi... sao khó chịu vậy? Dạ, em muốn mẫu người sao, em nói đi, cái mẫu người lý tưởng của em sao? Em thì mẫu người của em hướng về cái phần người phụ nữ truyền thống đó chị. Rồi. Nhưng mà em cũng có tiêu chuẩn như người phụ nữ mà em thích là phải 4S mà 3H. 4S, 3H. Rồi S gì, H gì? Giống số xe quá vậy. SH. S thứ nhất là sang, sáng, sạch. Mới có 3 hả? Còn S còn lại là chữ S đường cong đó chị. Trời ơi. Sang, sáng, sạch. Rồi. Còn 3H. Còn 3H đó là hiền, hiếu với hạnh đó chị. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Dạ, cái đó là ước mơ thôi chị ơi. Ước mơ chị là mơ. Còn thực tế thì cái đó thì em nói với chị đó, mơ ước thôi. Còn thực tế thì phụ nữ sống hiếu thảo nè, chân thành là được rồi. Đúng rồi, vậy thôi. Bên kia được, tướng tá được, sức khỏe được. Còn tiêu chuẩn thì hơi mơ mơ tưởng quá. Thôi, nghe ý kiến gia đình cái coi nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em có đi với chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Dạ, em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán phòng hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em nói đôi chút về bạn nam bên đây á, thì có vẻ hơi nhỏ con. Rồi. Một bên thì là bên bé Thoa là bán nhà, bên đây bán xe, hai bên cùng giàu rồi. Dạ, còn về bên Thoa thì Thoa dễ thương, hiền, đặc biệt là Thoa nấu ăn rất là ngon. Em cứ đi làm mà về là sẽ có món ăn cho em ăn. Có không, hay là ước mơ chỉ là mơ? Thì hy vọng là Thoa với bạn nam này thì có thể là tiến tới xa hơn. Rồi, rồi, cảm ơn em. Sao bạn, bạn đi với ai? Dạ, cô chị đồng nghiệp cho công ty em. Rồi, chào em. Em chào Huyền Linh, chị Cát Tường và các vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Chị thấy bạn Thoa bên đây á, thì Thoa về cái phần hướng hiện đại cũng không hiện đại mà truyền thống không truyền thống. Còn Luân bên đây á, thì em nó rất là hiền, rất là nhát. Chị nghĩ là Luân với Thoa là hai đứa hợp nên hẹn hò. Hợp, hẹn hò. Chốt lại là hợp, hẹn hò. Rồi bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha, ở cái nhìn đầu tiên. Kéo màn lên. Dạ, em mời anh. Đây là bánh tự làm. Mình là nam ha, nhường lời cho em là nữ. Em hỏi đi, em hỏi anh trả lời cho. Anh đã chủ động hỏi em chứ. Hai người nói qua nói lại về tới sáng luôn. Dạ thôi để em nói trước nha. Tại hồi nãy có một cái anh thích á, một cái người phụ nữ mà có 4S và 4H luôn á anh. Dạ thì anh cũng thấy em rồi á, thì anh không biết là có được chữ S với chữ H nào của anh hay không. 10/10. Ừ, dạ. Ồ, em tốt vậy. Hiện tại thì không biết là công việc anh làm ở đâu anh? Anh đang làm ở Tân Phú, gần Đầm Sen á. Dạ. Em nãy em nói em làm ở quận 8. Dạ đúng rồi. Thì cũng gần ha. Dạ. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh thích đi du lịch, nhưng mà cái anh thích khi nào mà cái khả năng mình có, lúc đó mình tập trung mình đi một chuyến lớn, giống như anh thích đi
Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản á. Chứ còn nước ngoài thì em chưa được đi à. Thật sự mà nói thì đi phượt thì anh không có thích lắm. Dạ. Nhưng mà nếu đi thì nếu em thích đi thì anh vẫn đi với em được. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Nào, hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Lắng đọng lại. Chúng ta có nên bấm nút hay không? Bởi bấm nút, chúng ta sẽ có cơ hội đi đến cuối cuộc đời. Bấm nút là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cuối cùng hai bạn ấy đã bấm nút. Nào hãy hai người nắm tay nhau. Người ta chưa có bạn trai đó, chưa có mối tình nào đó. Tay này, tay này, tay này. Trời ơi, nắm mà phải kiều kiều chỉ tay này nữa. Thôi tay này. Vậy á, cho anh hôn một cái nha. Gửi tặng hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azak Hàn Quốc. Sản phẩm dành cho hai bạn là sản phẩm của Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một không gian rất lãng mạn, một không gian để ta có thể tìm hiểu nhau. Nào, hãy đến Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và tìm hiểu nhau đi hai bạn. Dễ thương lắm đó.